một tuần sóng giá của Aubameyang được chính anh dập đi với tuyên bố mình và huấn luyện viên Arteta đã giải quyết xong mọi vấn đề để tập trung làm mọi thứ tốt nhất cho Arsenal. Như đã biết, Aubameyang tập trung muộn trong ngày diễn ra trận derby London và bị huấn luyện viên Arteta cương quyết đẩy lên ra ghế dự bị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sau đó khẳng định ông muốn giữ vững kỷ luật tập thể nhưng sẽ xử lý kín vụ này. Trước thêm lượt trận vào 1/8 Europa League với Olympiacos, đội trưởng Aubameyang lần đầu tiên lên tiếng về vấn đề này. Tôi và Arteta đã nói chuyện, mọi thứ đã được giải quyết và chúng tôi cùng nhau hướng về phía trước. Arteta phản ứng rất lịch sự và đó là lý do tôi nói mọi chuyện đã qua, rằng chúng tôi không còn bận tâm và cùng nhau bỏ qua theo cách lịch sự, không có thêm bình luận nào về chủ đề này. Về phần mình, tôi cũng đã chủ động nói chuyện với huấn luyện viên để đảm bảo mọi thứ đã xong. Tôi chỉ quan tâm tới trận đấu tiếp theo vì nó rất quan trọng. Chúng tôi đã chiến thắng rất kiên cường vào hôm thứ Năm tuần trước để có được vị thế này. Và đúng là Aubameyang đã trở lại đội hình xuất phát trong trận lượt về với Olympiacos. Tuy nhiên chân sút người Á Bông không đóng góp được nhiều và nhìn đội nhà thất bại với tỷ số 0-1. Tuy nhiên Arsenal vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 để đi tiếp. Diogo Jota tiết lộ anh muốn giành chức vô địch Champions League cùng Liverpool, nhưng cũng nêu tên một câu lạc bộ mà anh không muốn gặp ở tứ kết. Jota đã có khởi đầu ấn tượng tại Liverpool sau khi chuyển đến từ Wolverhampton vào mùa hè năm 2020. Mùa giải 2020-2021 của anh đã bị gián đoạn bởi chấn thương. Ngay sau khi trở lại, cầu thủ người Bồ Đào Nha lập tức tỏa sáng. Trong thời gian Jota vắng mặt, Liverpool đã tột dốc không phai ở Premier League và gần như hết cơ hội bảo vệ ngai vàng. Mục tiêu thiết thực nhất của họ lúc này là Champions League. Jota thừa nhận Liverpool đã đặt rất nhiều quyết tâm ở giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ. Anh cũng thừa nhận giấc mơ của mình là giành được chiếc cúp danh giá. Tôi luôn mơ ước giành được chức vô địch Champions League từ khi còn là một đứa trẻ. Dù từng tham dự giải đấu này với Porto, nhưng rõ ràng Liverpool có tham vọng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên Champions League là một giải đấu loại trực tiếp và điều gì cũng có thể xảy ra. Muốn chiến thắng, Liverpool cần phải nỗ lực hết mình. Thành thật mà nói, tôi không muốn đối đầu với Porto nhất ở tứ kết. Mặc dù Liverpool từng chiến thắng cách biệt trước họ gần đây, nhưng Porto đang cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Đối đầu với Porto sẽ là một trận đấu phức tạp và nhiều cảm xúc đối với tôi. Nếu có thể, tôi muốn gặp họ ở chung kết cơ, Jota nói thêm. Dortmund đã thông báo về việc ký hợp đồng với trung vệ tuổi teen Soumaila Kalibaly từ đội bóng nước Pháp Paris Saint-Germain. Soumaila Kalibaly sinh ra ở Montfermeil, nước Pháp, với cha mẹ là người gốc Mali. Cầu thủ 17 tuổi gia nhập Học viện Thanh thiếu niên Paris Saint-Germain vào mùa hè 2019. Một năm sau, anh được huấn luyện viên Thomas Tuchel đưa lên đội 1 PSG. Ngay sau khi chiến lược gia người Đức ra đi, anh vẫn liên tục tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pochettino và được đánh giá rất cao. Đáng buồn thay, chấn thương dây chằng chéo trước và giữa tháng 2 đồng nghĩa với việc mùa giải này đã kết thúc với chàng trai cao 1m90 này. Và khi trở lại, anh sẽ thi đấu cho Dortmund. Trước đó Kalibaly nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Manchester United, Chelsea, Arsenal và Bayern Munich. Thông báo từ phía Dortmund về thương vụ này như sau: trung vệ Soumaila Kalibaly sẽ chơi cho Dortmund từ mùa giải 2021-2022. Cầu thủ 17 tuổi này được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng nhất đào tạo của Paris Saint-Germain. Kalibaly không thi đấu ở các giải đấu cấp cao, nhưng đã tập luyện thường xuyên với đội 1 Paris Saint-Germain ở mùa giải này và là thành viên của đội U18 quốc gia Pháp. Cậu ấy hiện đang trong quá trình bình phục chấn thương đầu gối. Trả lời phỏng vấn sau khi gia nhập Dortmund, Soumaila Kalibaly chia sẻ: "Tôi thực sự mong muốn có thể chơi bóng ở một câu lạc bộ giàu truyền thống như Dortmund. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Học viện PSG. Tôi tin rằng quyết định này sẽ mang đến điều tốt nhất cho sự nghiệp của tôi. Tôi đã nhận được lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác. Sau ngay trong lần đầu tiên làm việc với ban lãnh đạo Dortmund, tôi đã biết được rằng đây là đội bóng phù hợp với mình. Tôi đã sẵn sàng cống hiến cho câu lạc bộ mới này," Kalibaly nhấn mạnh. Trên mạng xã hội Instagram, hậu vệ cánh Marcelo khiến fan Real Madrid và Juventus phải hoang mang khi đăng dòng trạng thái ẩn ý về chiến hữu Cristiano Ronaldo. Đã có những đồn đoán rằng ngôi sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ rời Juventus trong hè 2021 sau thất bại của Juventus.
Ronaldo đổ lỗi rất nhiều sau tình huống né tránh cú đá phạt hàng rào của cầu thủ Porto, dẫn đến việc đội nhà bị thủng lưới. Hợp đồng của Ronaldo với Juventus còn thời hạn tới 16 tháng, nhưng Juventus được cho sẵn sàng gật đầu đồng ý nếu như nhận được 25 triệu bảng. Theo tờ AS, Ronaldo muốn quay trở lại Real Madrid và Marcelo khiến cho trí tưởng tượng của độc giả đi xa hơn với dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội Instagram. Cụ thể, Marcelo bình luận một video trên Instagram ghi lại cảnh anh và Ronaldo cùng nhau khiêu vũ ăn mừng chức vô địch La Liga trong áo Real Madrid. Tiêu đề video đăng tải có ghi: mối liên hệ đặc biệt giữa Marcelo và Cristiano. Ở phía dưới, cầu thủ mang áo số 12 này đã bình luận một dòng khiến cho người hâm mộ Real Madrid cảm thấy cực kỳ tò mò, với dòng chữ sớm thôi kèm hai biểu tượng cảm xúc che mặt và cười ẩn ý. Ngay lập tức, cổ động viên lên tiếng phản hồi cho rằng đây là động thái cho thấy khả năng trở lại Real Madrid của Ronaldo và Marcelo muốn cùng Ronaldo ăn mừng chức vô địch La Liga thêm một lần nữa. Ngược lại, fan Juventus nghĩ tới việc Marcelo, cầu thủ đang được đội nhà theo đuổi trong thời gian qua, muốn tới Turin để cùng Ronaldo ăn mừng chức vô địch Serie A như khi họ làm được điều đó tại đội bóng hoàng gia.